Thưa quý vị và các bạn, sở hữu mái tóc đen và bóng mượt với người Việt là mong muốn hầu hết của mọi người, kể cả nam và nữ. Nhưng vì di truyền, bệnh lý hay căng thẳng công việc làm nhiều người gặp phải tình trạng rụng tóc và bạc tóc sớm. Đây không chỉ là một dấu hiệu của tuổi tác mà còn là bệnh lý. Hiểu rõ về nguyên nhân cũng như lựa chọn đúng biện pháp khắc phục kịp thời sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại mái tóc đen, khỏe và tránh được các nguy cơ khác về sức khỏe. Tình trạng rụng tóc và bạc tóc sớm đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Rụng tóc, bạc tóc sớm không được xem là bệnh lý, nhưng chúng là một trong số những biểu hiện lâm sàng báo hiệu tình trạng sức khỏe không ổn định. Giữa rụng tóc và bạc tóc sớm không có mối liên hệ nào cả, song đều có nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thần kinh trung khu luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Chức năng thần kinh thực vật và thần kinh của huyết quản trên da bị rối loạn, mạch máu cung cấp dưỡng chất cho tóc bị co giật. Sắc tố đen mà chân tóc tiết ra giảm đi, khiến tóc không thể hấp thu chất dinh dưỡng, gây rụng tóc và bạc tóc sớm. Sự suy yếu này có thể xuất phát từ nguyên nhân di truyền hoặc phổ biến hơn là từ các áp lực của cuộc sống hiện đại. Thấu hiểu tâm tư của người rụng tóc, bạc tóc sớm, lão hóa trước tuổi, công ty cổ phần Haduco đã đưa ra thị trường bộ sản phẩm tóc Haco gồm xịt tóc Mao Bạch Khang, viên uống giúp đen tóc, bổ máu Ban Thốc Khang và dầu gội Haco được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên, hoàn toàn không chứa bất kỳ hóa chất độc hại nào, không tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng. Cái Haco khi nghiên cứu thì bây giờ y học hiện đại cũng có một số những nghiên cứu nhưng chưa sâu lắm, cũng thấy là có tác dụng bổ máu, hoạt huyết. Do đó ngay bản thân khi mà bổ máu hoạt huyết thì dinh dưỡng đến tóc tốt thì có thể cũng sẽ điều trị được bạc tóc và gây kích thích bạc tóc. Thì linh chi thì các bạn biết thì nó có rất nhiều tác dụng từ tim mạch, từ hạ mỡ máu rồi tất cả mọi thứ. Nhưng một cái quan trọng nhất là trong đó thì nó có tác động là gì? Kích thích miễn dịch và hạn chế stress. Đấy là một trong hai những cái nguyên nhân có thể gây rụng tóc và bạc tóc. Bộ sản phẩm tóc Haco của công ty cổ phần Haduco còn phải đảm bảo được những tiêu chuẩn và tuân thủ đúng các quy trình công đoạn sản xuất. Từ nguyên liệu sản xuất, phân loại và đóng gói đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Bộ ba sản phẩm tóc Haco gồm viên uống Ban Thuốc Khang với công dụng giúp hỗ trợ bổ huyết, kích thích mọc tóc nhanh và khắc phục tình trạng bạc tóc sớm, làm tóc đen, khỏe mạnh và bóng mượt. Xịt tóc Mao Bạch Khang và dầu gội Haco với công dụng dưỡng ẩm cho tóc và da đầu, làm giảm và ngăn ngừa gầu, rụng tóc, thoáng lỗ chân lông, hạn chế tóc sơ rối, trẻ ngọn, cho mái tóc mềm mượt, chắc khỏe hơn, góp phần phục hồi tóc hư tổn và kích thích sự phát triển của nang tóc. Trước kia là tóc mạc thì bạc rất là nhiều, mà phụ nữ thì cái chân răng mái tóc thì nó quyết định rất là nhiều vấn đề. Sau đó thì vừa tóc bạc, sau sinh thì sinh em bé xong tóc nó rụng rất là nhiều, rụng đến mức trơ hói hết cả da đỏ. Mà bạn đồng nghiệp giới thiệu về cái sản phẩm là có cái mà Ban Thốc Khang và Mao Bạch Khang kết hợp cùng với dầu gội Haco của cái công ty cổ phần dược phẩm Haduco, thấy tóc cứ thế nó đen lên một cách tự nhiên và sau đó thì là tóc mọc lên rất là nhiều. Với đội ngũ chuyên viên nghiên cứu hàng đầu và các y dược sĩ tận tâm, bộ sản phẩm bảo vệ sức khỏe tóc Haco với công dụng bổ huyết, kích thích tóc mọc nhanh, khắc phục tình trạng bạc tóc sớm và ngăn ngừa tóc gãy rụng đã mang lại những công dụng vượt trội và trở thành một trong những sản phẩm chiếm được lòng tin của người tiêu dùng hiện nay. Đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng đã sử dụng và đánh giá sản phẩm tốt. Rất là may trong thời gian vừa rồi thì Triệu Xuân đã thấy được cái sản phẩm của Haco. Dầu gội đầu thì sau khi chỉ dùng khoảng độ 4-5 hôm thôi, Triệu Xuân đã thấy cái mái tóc của mình nó mềm mại trở lại, nó cảm thấy nó óng mượt trở lại. Đương nhiên là dầu gội đầu thì không đủ. Sau khi dùng sản phẩm bộ ba này, chỉ một thời gian ngắn thôi thì Triệu Xuân thấy tóc của mình đã được hồi phục trở lại, mái tóc trở nên mượt óng hơn, đen nhánh hơn và rất nhiều tóc con đã mọc ra. Xuân thấy đây là một sản phẩm rất là tốt. Khi phát hiện ra tình trạng bạc tóc sớm và rụng tóc bất thường, cần đi khám kịp thời để xác định sớm nguyên nhân và có phác đồ điều trị hợp lý. Bởi vì trong nhiều trường hợp, nang tóc sẽ mất đi vĩnh viễn, không có khả năng hồi phục. Bên cạnh đó, bạc tóc không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe mà nó còn là yếu tố thẩm mỹ. Ngoài việc điều trị bằng các sản phẩm chức năng để chữa bạc tóc và rụng tóc, cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, chăm sóc tóc hợp lý để mang lại hiệu quả tốt hơn.
Lịch sở hữu mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn, người tiêu dùng hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn những phương pháp cũng như sản phẩm sử dụng.